6 phút thì đến nơi, còn nếu không thì các bạn phải đi bộ nha. Đi thang này để đi xem thành phố luôn. Ta sẽ đi nút thờ Eglise. Không phải cái Basilic đấy đâu nha. Đây chỉ là một cái Eglise của thành phố thôi. Rewi Oster de Lourdes. Đây là cái bên thứ nhất, Théâtre. Bây giờ mới là Théâtre nha. Sau Théâtre là Basilic.